Chào mừng các bạn đã quay trở lại và đã đến với kênh YouTube Ever Channel. Và ngày hôm nay thì mình sẽ comeback trở lại với một video hỏi gì đáp nấy ở trên kênh Ever Channel của mình. Và trước khi đến với số lần này thì nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua cho mình những dòng điện thoại với mức giá tốt nhất, có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Thiện Việt thông qua link ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Thì bạn Quốc Nguyễn có hỏi mình là: anh ơi, anh tìm cho em một con điện thoại tầm giá là dưới 3 triệu ở Thế Giới Di Động. Nhu cầu của em là sử dụng các tác vụ thông thường và em chỉ chơi Liên Quân thôi. Mong anh trả lời, em bình luận hai clip rồi. Cảm ơn anh. Với câu hỏi của bạn Quốc Nguyễn ấy, thì tầm giá của tầm là dưới 3 triệu ở Thế Giới Di Động thì phải gọi là cực kỳ khó kiếm. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì căn bản ấy, thì với những chiếc điện thoại ở Thế Giới Di Động nhá, họ sẽ tập trung rất là nhiều vào cái yếu tố là marketing và họ cần phải chia phần trăm ở trên một chiếc điện thoại bán ra cho Thế Giới Di Động rất là cao, đâu đó khoảng tầm 20-30%, thậm chí là nhiều hơn thế. Nên là một chiếc điện thoại khi mà bán ở Thế Giới Di Động, chúng ta phải gánh rất là nhiều thứ tiền, thứ thuế và cần phải chiết khấu cho Thế Giới Di Động nữa. Và điều đó thì khiến cho cái mức giá máy đẩy lên cao hơn và những gì chúng ta nhận lại được thì nó sẽ bị giảm bớt. Đó, thế nên là tầm giá 3 triệu ở Thế Giới Di Động thì mình thấy rằng là chúng ta gần như không có bất cứ một cái sản phẩm nào nổi bật về phần cấu hình hay là có thể đáp ứng tốt được cái nhu cầu của bạn. Nhưng mà với cái yêu cầu đấy, với cái nhu cầu đấy thì mình cũng sẽ tư vấn cho bạn một vài con máy mà có thể là đáp ứng được cái nhu cầu là ở cái mức tạm tạm nhé. Đầu tiên là con Poco C40. Con này thì có mức giá khoảng tầm là 3.490.000, nhưng mà các bạn có thể xem hiển thị trên màn hình là nó bây giờ chỉ còn là 2.990.000 mà thôi. Thì con này có con chip là GLQ-ZR510, thì con này nói chung là khá là yếu. Nó chỉ hợp lý để có thể chơi gọi là Liên Quân với cả là những tựa game như là Free Fire nhẹ nhẹ thôi nhé. Nhẹ nhẹ, anh em mà chơi FPS cao chắc chắn sẽ bị lag, nhưng mà cũng gọi là tạm ổn rồi. Nhưng mà quan trọng những gì chúng ta nhận lại được trong tầm giá thì con này có vẻ như là tối ưu nhất. Khi mà các bạn sẽ có RAM 4GB này, 64GB bộ nhớ trong. Nếu trong tầm giá thì bạn chỉ có thể lựa được một vài con máy 332 thôi, thì 464 là một cái lựa chọn mà mình thấy rằng là nó đã tối ưu rồi. Ngoài ra thì em này sẽ nhận lại được thêm một khoản là pin 6000mAh và có luôn quả sạc 18W. Thì mình thấy rằng là em này là một trong những em điện thoại mà khá là hợp lý ở trong tầm giá khoảng tầm 3 triệu nhé. 3 triệu đổ về thì nên mua, còn trên 3 triệu thì nghỉ khỏe rồi. Và mình cũng đã tham khảo thêm một cái sản phẩm nữa, thì mình thấy sản phẩm này nó sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Đó là con Realme C21i và con C21i này thì nó sẽ có mức giá là 2.690.000, đang được giảm 1 triệu. Lý do thì tại là sao mình lại chọn con máy này? Tại vì con này gần như là có cấu hình tốt nhất ở trong cái tầm giá này tại Thế Giới Di Động, khi mà các bạn sẽ được trang bị con chip là Spectrum T610. Và với con chip là Spectrum, thực ra đây là Unistock T610 đó các bạn, thì nó cũng sẽ rất là đủ để chúng ta có thể là chơi game này, để có thể là chơi sử dụng mượt mà trong thời gian dài đó. Và đương nhiên con này thì nó sẽ mạnh hơn con Poco C40 rồi, nhưng mà bù lại nó chỉ có RAM 3 và bộ nhớ trong của nó sẽ là 32GB, nó sẽ là hơi yếu hơn ở cái điểm này. Và ngoài ra thì pin của em này chỉ là 5000mAh và chúng ta sẽ không có sạc nhanh, thì đánh đổi ở cái đây là chúng ta có hiệu năng mạnh hơn nhưng mà RAM ROM bị cắt giảm và thời lượng pin bị cắt giảm, cũng như là không có sạc nhanh. Thì nếu các bạn muốn mà RAM ROM nó nhiều để có thể lưu được nhiều hơn và thời lượng pin trâu thì nên lựa chọn con Poco. Còn nếu cần hiệu năng nhỉnh một tí thì có thể là lựa chọn con Realme C21i này nhé. Tại vì căn bản là con C21i này thì mình nghĩ rằng là cũng rất là khó có một chiếc điện thoại nào trong tầm giá ở Thế Giới Di Động có thể mà so sánh được. Thực ra thì mình thấy rằng là khi mà chúng ta mua hàng ấy, không nhất thiết là cần phải mua ở Thế Giới Di Động. Tại vì căn bản Thế Giới Di Động thì nó chỉ cái mà hệ thống cửa hàng nó lớn thôi. Còn nói về mức giá tối ưu nhất thì bạn cũng nên tìm đến những cửa hàng như là Di Động Việt. Nếu bạn ở những thành phố lớn như là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng chẳng hạn thì nên mua ở Di Động Việt. Vì sao? Vì cái mức chiết khấu thấp hơn này và chúng ta có được một mức giá nó tốt hơn cực kỳ nhiều. Anh em có thể so sánh mức giá tại Di Động Việt và Thế Giới Di Động thì ít nhất phải chênh nhau khoảng tầm 5-10%, thậm chí là những cái sản phẩm có thể chênh nhau cả triệu bạc. Nên là nếu mà bạn muốn thêm có một cái sự tham khảo thêm thì có thể tham khảo ngay tại Di Động Việt nhé. Ok, và bạn Khương Nguyễn thì có hỏi mình là có nên mua Xiaomi 11T Lite New ở không ạ? Em thấy rằng trong tầm 6.2 triệu, giá trong tầm 6.2 triệu, mong anh tư vấn giúp ạ. Với câu hỏi của bạn ấy thì con Xiaomi 11T Lite New mà giá 6.2 triệu thì mình thấy đây cũng là một cái mức giá thơm. Và nếu như bạn mua ở Thế Giới Di Động thì cũng có một vài vấn đề. Mình thấy hàng Lite New ở Thế Giới Di Động thì cái tỷ lệ người dùng mà đem đổi trả rất là ít, mà một số lớn nhá là những cái sản phẩm bảo hành.
Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là sản phẩm phát sinh ra lỗi này, xong người dùng người ta mang đến, người ta bảo hành thì nó nằm trong cái gọi là chính sách bảo hành được đổi mới, hoặc là nó nằm trong cái chính sách bảo hành là được mua một cái sản phẩm điện thoại khác để thay thế, thì thế giới sẽ gom cái điện thoại đó về, sẽ gửi lên hãng để sửa chữa và mang lại và bán với cái dạng hàng line new chúng ta. Thì mình thấy gần như là cái tỷ lệ nhá, tỷ lệ cũng phải khá là cao, 34% hàng ở thế giới động là cái loại đấy. Đó là cái tỷ lệ mà mình ước tính thôi. Tại vì mình thấy có rất nhiều anh em than phiền về cái việc là mua hàng line new ở thế giới động nhá, mà phát hiện ra máy đã qua sửa chữa rồi. Ví dụ như là anh bạn của mình mua con iPhone mà bị thay màn hình, nhưng mà thay màn hình ở đây là thay màn hình chính hãng của Apple, hoặc là những sản phẩm điện thoại Android khác thì cũng có thể bị. Đó, thì có thể là có một chút cái nhược điểm như thế, nhưng mà thực ra mình thấy rằng cái tỷ lệ rủi ro này nó khá là thấp so với cái việc là chúng ta đi mua line new ở ngoài. Vì là cái line new ở ngoài người dùng thì thậm chí là các bạn cũng sẽ không được bảo hành và cũng chẳng biết được là cái tình trạng máy nó như thế nào, nên mình nghĩ rằng là thế giới động thì vẫn sẽ là một cái địa chỉ gọi là có thể là an tâm, có thể tin tưởng được. Đó, thì với con Xiaomi 11T line new ở thế giới động thì mình thấy trong tầm giá 6,2 triệu là nó đã hợp lý rồi. Tại vì các bạn trong tầm giá như vậy, các bạn sẽ không thể tìm thấy được một cái sản phẩm nào có được cấu hình này, có được màn hình này, có được một trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ như là nó là màn AMOLED 120Hz, hiệu năng của nó với con chip là Dimensity 1200, hơn 600.000 điểm ở TOTO cũng là một số điểm rất là lớn. Chơi Liên Quân, PUBG, Free Fire, tất cả mọi thứ đều rất là ổn áp. Và camera của nó cũng rất là ngon, có loa kép, có pin trâu, có sạc nhanh và lại là hàng full box nữa. Nên là mình nghĩ rằng đây sẽ là một con điện thoại đáng mua, nhưng mà cân nhắc nhất ở đây vẫn là bạn nên test máy thật là kỹ. Mặc dù là có bảo hành rồi nhưng mà các bạn cũng nên test máy thật là kỹ rồi. Ok, để tránh mất thời gian của các bạn thôi. Và bạn VHBVVGVV có hỏi mình là tại sao con Helio G95 lại mạnh hơn Helio G96 và Helio G99? Mong anh trả lời, chúc anh ngày càng phát triển. Thực ra ấy, thì cái này nó liên quan đến cái vấn đề đó chính là về GPU hơn. Tại sao mình lại nói GPU? Tại vì đây là cái thông tin, cái spec của con Helio G95. Các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ dùng cái CPU này, rồi nó sẽ dùng cái số nhân này, cái xung nhịp của nó này, số core này, và cũng như là cái CPU của nó là CPU 64-bit. Đó, thì nó gần như là tương đồng so với lại con Helio G96, Helio G99, vân vân. Đó, nhưng mà quan trọng nhất ở đây, bạn có thể là so sánh thêm một cái phân bảng nữa mà so sánh GPU. Thì các bạn thấy rằng là Helio G95 ấy, thì nó sẽ chạy con chip là Mali G76 và con này sẽ là MC4. Còn với con 96 này và 99 ấy, thì nó sẽ là Mali G57 MC2. Và cái điểm khác biệt nhau ở đây, các bạn có thể thấy rằng con MC4, cái xung nhịp tối đa của nó chỉ là 900MHz thôi, nó không bằng so với con G57 trên 96 và 99 ấy, thì nó tận là 950MHz. Nhưng mà các bạn hãy nhìn vào số core của em nó, số core của con Helio G96 và Helio G99 là nó chỉ có 2 core, tức là nó chỉ có 2 nhân để xử lý cái tác vụ là đồ họa thôi. Còn với con là Helio G95 và Helio G90T thì mặc dù cái xung nhịp của nó không cao bằng, nhưng bù lại nó có 4 nhân, nên là cái tốc độ xử lý của nó này, nó cũng như là nó sẽ thực hiện được nhiều cái khắc tính hơn, nó thực hiện được nhiều tác vụ đồ họa hơn trong cùng một thời gian. Thế nên là về cái phần hiệu năng ấy, thì con Helio G95 và G90T có thể nó sẽ mạnh hơn, và mạnh hơn khá nhiều so với G96, G99 nhá. Thì đó là một cái phân tích nó dễ hiểu cho các bạn. Rồi, và bây giờ thì cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo. Đức Nam Bùi có hỏi mình là chào anh, cho em hỏi là nó tầm giá 56 triệu có chiếc máy hàng line new 99% nào, em cần hiệu năng đẹp, hiệu năng mạnh và màn hình đẹp và cam. Với câu hỏi của bạn ấy thì 56 triệu mình sẽ đưa ra cho bạn 3 lựa chọn. Thứ nhất là bạn có thể mua được con LG V60, mức giá bây giờ chỉ loanh quanh khoảng tầm trên dưới 5 triệu thôi. Thứ hai, bạn sẽ mua được con Sharp R5G, mức giá bây giờ cũng khoảng tầm trên dưới 5 triệu là các bạn có thể là mua được con Sharp R5G rồi. Thứ ba là bạn có thể mua được con OnePlus 8 phiên bản T-Mobile, bạn lên chợ tốt hoặc một vài group họ sẽ bán ở mức giá khoảng tầm là trên dưới 5 đến 6 triệu cho bạn. Nói chung là đó là ba con máy mà mình thấy khá là hợp lý. Nếu bạn cần màn đẹp ấy, thì màn của cả ba con đều đẹp. Nếu mà bạn cần hiệu năng tốt ấy, cả ba con đều có chip Snapdragon 865 rất tốt. Nếu mà bạn cần đó chính là cam ấy, thì bạn nên lựa chọn LG V60. Tại vì con OnePlus hoặc là con Sharp R5G thì nó không thực sự là quá vượt trội lắm. Nhưng mà thực sự trong tầm giá từ 5 đến 6 triệu thì ba con này
nó quá là ngon rồi. Hoặc là nếu cố thêm một tí thì bạn có thể tham khảo và mua cho mình con Samsung Galaxy S20 sẽ là trọn vẹn nhất. Bạn vừa có màn đẹp này, bạn vừa có hiệu năng tốt này, bạn vừa có cam ngon này, bạn lại còn có một cái khả năng hoàn thiện sản phẩm rất là tốt. Và thực sự là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 của Samsung trong tầm giá 5-6 triệu hơn không? Chính xác hơn là 6-7 triệu, nó quá là ngon luôn. Bạn T-Rex Gaming có hỏi mình là dù đã có người trả lời câu hỏi này nhưng mong anh tư vấn Poco M4 Pro với lại Snapdragon 02 thì nên mua con máy nào? Minecraft PE từ 3-4 năm, pin đủ dùng, mong anh rep. Thực ra ấy, nếu mà nhắc đến cái khoản pin đủ dùng thì con 02 nó không đủ đâu. Tại vì căn bản là con 02 pin nó quá hẹo và gánh cái màn hình đẹp cộng với lại cái tần số quét cao quá nên nó rất là đuối và nó chỉ dùng được khoảng tầm 3 tiếng để mà chơi game liên tục thôi. Còn con M4 Pro thì phải gọi là gần gấp đôi. Đó, tức là chúng ta có thể chơi game được khoảng tầm là 6 tiếng, 56 tiếng. Đó. Và chúng ta cần phải đánh đổi đây là bạn lựa chọn là về cái phần hiệu năng hay là bạn lựa chọn về cái phần là thời lượng pin. Nếu như mà bạn muốn thời lượng pin nó trâu trâu một tí cộng với cái hiệu năng ở cái mức là vừa đủ để mà dùng. Đương nhiên là chơi Minecraft PE 3-4 năm thì chắc chắn là con này nó sẽ không nổi nhưng mà vẫn có thể là giúp bạn chơi khoảng tầm 2 năm. Ok. Còn nếu mà bạn muốn chơi Minecraft ngon lành mà chấp nhận được thời lượng pin nó hơi yếu và bạn cần phải sạc pin hơi nhiều lần một ngày một tí thì nên lựa chọn con Snapdragon 02. Vì con chip Snapdragon 855 thì so với lại con Helio G96 thì chắc chắn là cái sự chênh lệch của nó là quá nhiều rồi. Nhân đồ họa của con Helio, nhân đồ họa của con Snapdragon 855 quá mạnh. Anh em chơi game thì nên chọn 855 nhé. Đó, đó là phân tích của mình. Tại vì căn bản là mình cũng không biết nắm rõ cái nhu cầu của bạn là như thế nào. Nếu như mà bạn cảm thấy rằng là cần hiệu năng thì nên lựa chọn Zero, còn cần pin thì nên lựa chọn M4 Pro. Ok, bạn Phúc Hồ thì có hỏi mình là giữa Note 11 Pro và Realme 8 nên chọn con nào để xài lâu dài với anh? Chúc anh nhiều sức khỏe. Em thấy nhiều người đánh giá hai con máy này là xài một tháng, vài tháng thì giật, pin tuột nhanh thì có nên tin không ạ? Ok, và với câu hỏi của bạn ấy thì mình xin trả lời cái ý đầu tiên ấy, đó là dùng vài tháng hai con này bị giật lag, chắc chắn là sẽ bị giật lag các bạn ạ. Kể cả iPhone mức giá 20, 30, thậm chí là 40 triệu dùng nó còn giật lag. Chứ đừng nói là những dòng điện thoại Android khoảng tầm 5-7 triệu nó có bị nó giật lag là chuyện quá bình thường. iPhone tại sao mà mấy chục triệu cả vẫn bị giật lag? Đó là do yếu tố phần mềm. Kiểu như là chúng ta dùng nhiều app, chúng ta dùng một thời gian nó bị xung đột phần mềm chẳng hạn thì nó vẫn có thể xảy ra tình trạng là giật lag. Còn với điện thoại Android thì nó cũng gần như tương tự. Các bạn tải quá nhiều phần mềm game ứng dụng này, rồi các bạn tải quá nhiều những cái ứng dụng rác này, rồi các bạn có quá nhiều những cái data mà chúng ta không dùng đến này bị đầy RAM, đầy bộ nhớ thì nó sẽ xảy ra tình trạng giật lag thôi. Thì mình chắc chắn luôn các bạn luôn là bất cứ điện thoại Android nào dùng một thời gian nó cũng sẽ xảy ra tình trạng đó. Kể cả là con OnePlus 8 mà trước đây mình vẫn từng dùng này, rồi Oppo Find X5 Pro mình dùng cũng đã từng bị đó. Nên là con Note 11 Pro và con Realme 8 thì chắc chắn cũng không thể nào mà tránh khỏi được. Và bây giờ thì mình xin trả lời cái ý thứ hai của bạn, đó là giữa con Note 11 Pro và con Realme 8 nên chọn con nào xài lâu dài vậy? Thì với câu hỏi của bạn ấy, nếu như được chọn nhá, mình sẽ lựa chọn con Redmi Note 11 Pro. Tại sao lại như vậy? Tại căn bản ấy, con Redmi Note 11 Pro nó hơn quá nhiều điểm so với lại con Realme 8. Đồng ý ấy, một yếu tố con Realme 8 hơn so với con Redmi Note 11 đó có thể là về cái phần hiệu năng. Khi con chip Helio G95 nó sẽ mạnh hơn so với con chip là Helio G96 đang có trên con Redmi Note 11. Nhưng các bạn hãy cùng xem những cái yếu tố còn lại nhé. Ví dụ như về cái phần màn hình, con Realme 8 không có tần số quét màn hình cao, viền màn hình dưới thì dày cùi. Đó, thêm một cái yếu tố nữa đó chính là về cái khoản là về phải viên pin. Pin ấy thì cùng là 5000 mAh rồi nhưng mà Redmi Note 11 Pro thì nó lại có sạc nhanh tận là 67W và các bạn chỉ mất đâu đó khoảng tầm là 45 phút để sạc đầy. Còn con kia sạc nhanh của nó chỉ là 30W và chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để sạc. Hơn nữa con Redmi Note 11 Pro có loa kép, còn con Realme 8 không có loa kép và còn có rất là nhiều điểm thua kém hơn. Nên là nói về cái trọn vẹn, nên là nói về cái cân bằng ấy, thì con Redmi Note 11 Pro nó hơn hẳn. Thiết kế có thể gọi là đẹp hơn đối với cá nhân mình này. Màn hình đẹp hơn, tốc độ làm tươi, cái tần số quét màn hình nó cao hơn. Rồi hiệu năng của nó thì cũng ở cái mức gọi là thua kém một tí xíu nhưng mà không nhiều. Nhưng mà bù lại chúng ta đã có được một cái camera tốt hơn này, chúng ta có được một cái tốc độ sạc viên pin nhanh hơn này, chúng ta lại còn có loa kép và tỉ tỉ những thứ khác. Thế nên ấy, nếu như được lựa chọn giữa hai máy này thì mình chắc chắn là sẽ lựa chọn Redmi Note 11 Pro rồi. Còn cái việc là tụt pin nhanh có nên tin hay không ấy thì thực ra thì
máy nếu như các bạn dùng một thời gian dài thì nó sẽ bị cái tình trạng là chai pin, và gần như máy nào cũng vậy, và đây cũng rất là một điều không thể nào mà tránh khỏi đó. Pin của cả hai máy đều là 5000 mAh và mình nghĩ rằng nó cũng là đủ dùng rồi. Ok, bạn Đặng Hoàng thì có hỏi mình là theo anh giữa con Poco M4 Pro và M5S nên chọn con nào ạ? Chắc chắn là con Poco M4 Pro rồi. Đương nhiên một số bạn sẽ lấy cái thông số của con M4 Pro là con Helio G95 so với con Helio G96, nhưng mà thực sự với con 95 với cả 96 thì mình thấy khác biệt nhau cũng chẳng phải quá nhiều đâu. Và bù lại chúng ta nhận được một con máy có tần số quét màn hình cao hơn thì mình lại thích cái 90Hz đang có trên con M4 Pro. Còn lại thì gần như là cả hai con máy đều tương đương. Về kích thước màn hình thì nó gần như tương đương này. Về cái phần camera thì nó tương đương này. Về cái loa kép thì nó tương đương này. Về viên pin thì nó gần như tương đương này. Đây là bài toán bạn đánh đổi giữa là tần số quét màn hình cao và hiệu năng nhỉnh hơn một tí, thì mình nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn tần số quét màn hình cao vì 90Hz trên những con như là M4 Pro hoặc là những con Helio G95, Helio G96, G99 ấy, thì nó sẽ khác biệt cực kỳ là nhiều đấy nhá. Rồi, đó là tất cả những câu hỏi có đó số hỏi gì đáp lấy lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về những câu trả lời, sai chỗ nào hoặc chưa đúng chỗ nào, anh em đừng quên comment để lại cái nhận xét nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Bye bye anh em.